anh em mình có thể là bây giờ như thế này nhé. Hai anh cho tôi cái số điện thoại, đây có số của anh Cường và số của anh Dũng đấy. Thì ghi vào đây. Thì Dũng trong đọc. Cái video này tôi sẽ tập hợp cái thời đó, tức là mình là 84, vâng. 84 thì mình sẽ gọi trước lại năm 81, vâng. Từ 81 80 thôi, à đúng rồi, phải từ 81, từ 81 trở lại thôi, trở lại thôi, là lính 81 đấy, lính 80 là ra quân rồi. Thì mình cứ nói là lính bị xuyên của cái giai đoạn 84-89, vâng. Đúng không? Như thằng ấy ở dưới Di Trạch ấy, hôm xuống lấy cái chế độ 162 ở dưới huyện đội là nó ở lại 9 năm. Quang ở trong Cát Quế, Quang, lấy Quang, vợ. Quang lái xe đấy, Quang lái ở xe lì đấy, ở lì đấy. F312, vâng. Của mặt trận Vị Xuyên, vâng. Những năm 84-89. Thì là ông nào cứ tham gia đánh nhau ở đấy, thời vâng. đấy nằm chốt. Về sau thì về sau cũng đấy. Lên, về sau vâng. Trung đoàn 141 lại lên năm 87-88. Thì về sau lúc đấy là đồng chí Tân là làm tiểu đoàn trưởng, trước là C trưởng của C20 là ghi cho cái số mà đây. Tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn số nào ạ? Số điện thoại của anh để cho anh em ra liên lạc. Còn đồng chí Hùng đấy về sau có phải họ tên thôi nhỉ? Vẫn làm tác chiến. À có ghi rồi, lúc nãy ghi rồi, anh chỉ ghi số điện thoại thôi. Xác là sư 312 là quân chủ lực, nên là lúc đấy là diễn tập thì diễn tập ở nhà từ khoảng tháng 4 tháng 5. Chỉ tiếc rằng là tiểu đoàn trưởng chuyên bị chết, bởi tiểu đoàn trưởng chuyên là người giỏi. Lúc đấy là người giỏi mà chết, hướng chủ yếu tiểu đoàn trưởng chết, nên là lãnh đạo thì khó thế này, bị thương luôn. Chính trị viên lúc đấy nó lên chỉ huy nó chỉ được mức độ, mà nó chuyên ông giỏi, chuyên giỏi lắm, chuyên thề với ông Lạc. Rồi trước khi họp là ông tuyên bố còn chuyên kiểu gì chuyện lấy chốt, tuyên bố trước khi vào trận tuyên bố rồi, còn chuyên kiểu gì chuyện lấy được chốt, nó hỏa lực nó mạnh, chốt như thế là lấy được. Vâng, chốt lấy bên này nói đúng là xông lên được rồi chứ không phải là không, nhưng mà có cái là giữ thì không giữ được. Lúc cái giai đoạn mạnh quá, khoảng 10:30, khoảng 10:20 cho đến tầm 12:00 lúc đấy pháo địch nó anh quét, có nghe quét cái đợt thông tin ấy thì anh có nghe người ta báo là đã lấy được không? Tức là trong cái lúc thông tin ấy thì ở dưới nó không báo là lấy được, mà chỉ biết là cửa mở đã đánh đã thông, mình đã báo cáo với chỉ huy cửa mở thông rồi, thì bộ binh xung phong, xung phong tức là các đồng chí ở hướng 130 này cũng có thể là xung phong lên được dở chừng, thì lúc đấy pháo của mình cũng bắn lên cái điểm cao đấy chứ không phải là pháo địch không, mình bắn nó bắn lên, là cái lúc đấy thì mình phải yêu cầu pháo binh là lâm tầm bắn sâu vào lòng địch, tức là lúc đấy khoảng độ từ 7 giờ đã bắt nâng tầm bắn sâu vào lòng địch rồi. Chị phải tìm được những ông như kiểu ở đơn vị C2 D1 của tiểu đoàn 1 đấy. Giả sử như C2 D1 là đánh hướng chủ yếu đấy, thì tiểu đội ông Hùng ấy. Nhưng mà giờ tìm khó. Tìm làm sao mà lắm. Thì những tìm được những ông đánh hướng chủ yếu ấy. Hướng chủ yếu đấy. Vâng. Tức là các đồng chí thuộc D1 bộ binh. Hướng thứ yếu là ông nào? D2 C mấy? D2 tức là tiểu đoàn 2. Vâng, nhưng mà C mấy? Tức là gồm có từ C5, C6, C7. Hướng thứ yếu mà lại đông thế ạ? À? Vâng. Cả tiểu đoàn đánh mà. Tức là trung đoàn tấn công điểm cao không phải ra bình thường. Hướng chủ yếu là cả cái tiểu đoàn 1. Tiểu đoàn 1 thì nó gồm có C1, C2, C3, C4. Chị ạ? Tức là có 4 đại đội. Tiểu đoàn 1 C1 này. C1 C2, C3, C4, một đánh chính thì phải là C2. Và chủ công là C2. Chủ công là C2 của tiểu đoàn 1. Vâng, thì phải đánh. Đấy là hướng chính. Đánh hướng chính. Vâng. Gọi là hướng chủ yếu. Vâng. Thế còn hướng cái hướng chủ yếu là ở đấy. Tiểu đoàn 2. Tiểu đoàn 2 thì gồm có C5, C6, C7, C8. Tức là cũng 4 C. Vâng. 4C là 6 này, 7 này, 8 này. Đấy. Đúng không? Mà cái trung đội luồn sâu là của cái xe Phan Đình Giót đấy, tức là C6 ấy. Trung đội. Là C6 thuộc D2 à? C6 thuộc D2. Ừ, trung đội. À đấy là đại đội đi. Vâng, đại đội đấy, đại đội thuộc tiểu đoàn 2 đấy. Nhưng mà cái trung đội cơ mà. Không, cái trung đội luồn sâu nó thuộc ở cái đại đội 6. Trung đội luồn sâu không, cái đại đội đấy tên là đại đội Phan Đình Giót, về ngày xưa là đồng chí Phan Đình Giót ở cái đại đội đấy. Nhưng mà cái
chung. Tức là thời đánh Điện Biên Phủ là đồng chí Phan Đình Giót ở đại đội đấy, từ thời Điện Biên Phủ cơ. Nên là cái trung đội luồn sâu là đấy. Đại đội Phan Đình Giót là đại đội 6. Thế còn cái trung đội ấy thì đó số là gì? Cái trung đội đấy là trung vâng, em chỉ biết là cái trung đội đấy là của cái C6 thôi. Của C6 tức là của đại đội 6, trung đội thuộc đại đội 6 tức là đại đội Phan Đình Giót. Sống là không biết là họ Nguyễn Văn Thăng. Thăng, Thăng 12 năm đấy. Thăng là được rồi. Ông ấy là của đơn vị gì? C17. Cùng C luôn này nhé. Đấy, cùng đơn. Nhưng nó qua trường, nó còn ít tuổi ở đây này. Nhưng nó qua trường. Biết là cơ cấu của một trung đoàn bộ binh thì gồm có 3 tiểu đoàn bộ binh chính. Thế còn các C trực thuộc thì gồm có 1 C, nó thuộc về C20 chính sát, 18 thông tin, 17 công binh, 16 là 12 đi 7, rồi 14 cối 82, 15 DKZ, vâng, 15 DKZ, 16 là 12 đi 7. Đấy, thế còn C25 là C vận tải, C24 là thuộc về y tá. Đấy, C26 là nhiều xe lắm, nhiều xe trực thuộc chứ. Vâng, nhiều xe trực thuộc thuộc. Còn tiểu đoàn thì biên chế đủ là bao giờ có một trung đoàn bộ binh là có 3 tiểu đoàn. Một trong 3 một tiểu đoàn ấy là cứ đánh nhau thôi. Vâng, 3 tiểu đoàn, trong mỗi tiểu đoàn ấy thì lại thường thường có 4 đại đội chính. Đấy thì lại có các cái tiểu đội trực thuộc tiểu đoàn thì nó không qua đại đội. Đấy, như là cái tiểu đội thông tin của cái tiểu đoàn 1 thì nó lại làm việc với tôi. Tôi chỉ chịu trách nhiệm thông tin từ trung đoàn cho đến tiểu đoàn và các cái mũi luồn sâu. Đấy là chịu trách nhiệm. Thế còn ở tiểu đoàn chỉ huy nào thì lại do thông tin tiểu đoàn đảm nhiệm tới các đại đội. Chị ạ. Tôi trước tiên là hôm nay ra trước tiên là nói về câu chuyện cách đây là 33 năm. Thì trước tiên cũng cảm ơn các chị ở bên Win Việt Nam cho anh em tôi được chia sẻ. Và nhân tiện đây thì hai anh em tôi cũng không biết nói gì hơn. Xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả anh em cựu chiến binh của trận Vị Xuyên tức là sống có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Tôi không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn. Xin kính chúc tất cả các đồng chí thủ trưởng của tổ chúng tôi còn xin kính chúc sức khỏe. Xin báo cáo hết. Anh có nguyện vọng về một cái ban liên lạc của sư 372 không? Báo cáo với chị thì mong tức là các đồng chí chỉ huy của sư đoàn 312, nhất là cái trung đoàn 141, mà bây giờ báo cáo thẳng là đến lúc này là trung tướng Nguyễn Sơn Hà, lúc tôi xuân ngũ là lúc đấy là đang làm trung đoàn trưởng, thì tôi đã biết là nên cục trưởng cục cứu hộ cứu nạn của Bộ Quốc phòng, thì nhờ đồng chí Sơn Hà, trung tướng có thể là cho em tôi một cái địa chỉ nào đấy để tụ tập được anh em của trung đoàn 141 mang truyền thống của trung đoàn Ba Vì Sông Lô từ ngày xưa và đoàn chiến thắng, tức là binh đoàn chiến thắng. Đấy, còn tôi chỉ mong là làm sao tức là lãnh đạo của chúng tôi, tức là đồng chí các đồng chí chỉ huy của chúng tôi làm sao là tập hợp được cho anh em tôi có một cái địa chỉ hoặc là một cái trụ sở nào để có thể sinh hoạt, hoặc có thể như có những lúc đi chiến trường xưa cùng với nhau, hoặc là hàng năm hoặc là khác gặp gỡ, cũng như cái đại đội 18 thôi tổ chức được cả bên Anh Lực và bên Gia Lâm trước cái thời đại đội trưởng của tôi cũng về nhiều lúc về cùng cơ mà. Nên là có những cái thì nhờ các cấp lãnh đạo ở trên làm sao cái ký ức chiến trường thì không thể quên được trong lòng những người lính. Thì còn chúng tôi chỉ là những cái phần rất là nhỏ bé, lính thì lính nghĩa vụ, gọi chúng tôi vào trận thì như gọi là con so, nói có chị thế gọi là con so bước vào trận. Cái trận 12 tháng 7 năm 84 là như thế, tức là ngày hôm đấy trận đánh không thành công, nhưng không phải là ta bị thua mà có nói chung là bị thiệt hại. Mà tôi không oán trách gì cái người lính Trung Quốc, mà tôi chỉ oán trách tức là làm sao cái nhà cầm quyền bên đấy mà lại như thế. Cái gì nên là cái đạo nghĩa con người thì anh em chúng tôi chỉ mong nhất là làm sao đảng nhà nước bây giờ nghĩ đến anh em đồng đội thì thương lắm, phải ăn nằm sống với nhau, lúc nào nghĩ đến bạn đồng đội hy sinh thì còn một tí máu cũng dám xông lên
để trả thù. Nên là lúc này thì thù hằn thì ta với Trung Quốc thì từ xưa đến nay thì vẫn gọi là kẻ thù lâu dài, thì không biết như thế nào, nhưng lúc này các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thì lúc này thì vẫn gọi là bình thường hóa quan hệ để hợp tác về kinh tế, để xây dựng đất nước. Chứ còn cái mối thù nguy hiểm lâu dài của người Tàu thì mình không nói nên hết được. Nên là báo cáo với tất cả các bạn thế, nên là tôi mong một lần nữa, tôi chỉ nghĩ mong rằng đảng nhà nước không quên những người đã từng có tham gia những cái trận đánh gần như chúng tôi bị lãng quên đến 30 năm chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Và đến nay thì cái chế độ thì tôi cũng không oán gì nhà nước, mà chúng tôi lúc này đang được cái chế độ 162, như đồng chí Dũng đây thì là được cái chế độ thương binh, thì tôi không oán gì nhà nước. Như ta được chế độ như nào thì tôi cũng không đòi hỏi gì hơn, mặc dù cuộc sống này là cực kỳ khó khăn chứ không phải không, gia đình thì nói chung là phải tần tảo cuộc sống thôi, còn nếu ra chúng tôi không dám khoe gì. Còn lính là lính nghĩa vụ phải đi thì mình đã hoàn thành nghĩa vụ, coi như là đã trả nợ xong, tức là một món nợ với đất nước, với tổ quốc. Chúng tôi hoàn thành nghĩa vụ là chúng tôi đã trả nợ xong. Chúng tôi thì được trải qua thời kỳ là 3 năm 6 tháng phục vụ tại ngũ, mà hôm nay tức là cảm ơn chị Hải Yến ở Uy Liên Việt Nam đã cho chúng tôi được nói chuyện trên trang mạng của Uy Liên Việt Nam. Kính chúc tất cả mọi người có một sức khỏe, cuộc sống hạnh phúc. Xin hết. Nhắn gửi đồng đội thì em bây giờ không biết nói gì, cũng như là đồng chí Cường thôi. Chỉ mong các thủ trưởng trong trung đoàn 141 cùng với tất cả anh em còn ở lại hoặc là đã ra quân, hoặc những anh em thương binh, bệnh binh trong trung đoàn, chỉ nhờ các thủ trưởng và các ban ngành cố gắng để anh em thủ trưởng cùng các anh em trong trung đoàn làm sao có một cái kết nối để được gặp nhau trong một ngày gần đây nhất. Tôi chỉ thế. Cũng như là một cái trận đánh thì để cho có kết quả nhanh thì người ta sẽ phải có khảo sát, người lính trinh sát thì phải đi đầu, thế và đảm bảo cho thắng lợi thì phải có cửa mở. Thì tôi nghĩ là hai anh, một anh thông tin và một anh trinh sát, các anh nên làm cửa mở, tức là Uy Liên Việt Nam sẽ tình nguyện làm cầu nối để giới thiệu cái số điện thoại liên lạc của hai anh và làm cái cầu nối cho các cựu chiến binh của sư 312 nói chung và trung đoàn 141 nói riêng. Vâng, để cũng mong là các anh gặp được nhau và có được cái một cái mối quan hệ đời thường. Người lính chiến bây giờ quay trở về thì tôi cũng có nhiều mối quan hệ và cũng chứng kiến nhiều mối quan hệ, nhưng theo tôi thì cái tình đồng đội nó dường như là một tình cảm nó sâu đậm, nghĩa tình đứng đầu của các loại mối quan hệ trong xã hội hiện nay. Thế thì cũng rất là mong các anh sớm tìm được đồng đội và sớm có được một cái nơi để mà ví dụ như là khi mình muốn trở về chiến trường xưa thì mình có một cái hàng quân, đúng không ạ? Hàng quân và có được một cái quân kỳ, đúng không nhỉ? Còn thì nếu như khi nào mà có được thì cũng rất là mong các anh có lời mời để Việt Nam đi cùng. Xin cảm ơn các anh về buổi nói chuyện hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hứa là sẽ tiếp tục có những buổi nói chuyện tìm hiểu nhiều hơn nữa về các mặt trận mà đất nước ta phải chấp nhận vào những cuộc chiến bắt buộc. Sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa chưa đủ mà vẫn còn phải đánh nhau nữa. Nhưng mà rất là thực sự là trong cái buổi nói chuyện hôm nay với các cựu chiến binh của sư 312 thì ngoài cái tự hào ra, tôi còn cảm thấy có một cái niềm vui trong đó. Đó tức là thực sự là cái cuộc chiến bi hùng ở mặt trận Vị Xuyên thì cũng có những cái điểm mà
để chúng ta không phải cứ nhất nhất là phải rơi nước mắt. Vâng. Và chúng ta cũng có quyền tự hào về một sư đoàn chủ lực với hơn 40 ngày tham chiến tại mặt trận Vị Xuyên. Vâng, xin chào và cảm ơn các anh. Chiến sĩ quên với dân lao, ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương canh giữ nơi miền đất mẹ. Rừng ấm u mây núi mênh mông, ngày nắng cháy đêm gió lạnh đầy. Chiến sĩ.